Một cái bộ nó thường thường mình cho anh xài nó là như thế này nha. Nó gồm super root lớn trái nha. Nó gồm các amino kẽm, một dòng amino chuyên biệt để nuôi trái, một dòng amino kẽm chuyên biệt, nó có kẽm, nó có amino để mà nó nuôi trái, nó làm xanh gai nha, nó giải độc, nó mát cây, nó tăng đậu trái, có nghĩa nó làm lớn trái lên, nó sẽ không, nó gây chống rụng cho các bạn nha. Một số cái trường hợp mà Thái đã áp dụng cho khách hàng của mình là Thái đưa một cái bộ này để mà khi mà nó rụng mà bất tử các bạn, trái mà nó đang lớn mà nó rụng á, thì Thái cho xài vô để mà cho nó lớn cấp tốc nè nha, có thể là thuộc amino. Xin chào các bạn, Thái đi vô trong cái vườn khách hàng cách đây 5 ngày thì anh báo ở Thái ơi nó rụng quá trời nè các bạn. Thì thật ra như thế này các bạn, nó đậu dữ lắm ha, nó đậu dữ lắm đậu. Các bạn nhìn ngoài đi, các bạn sẽ không biết được là cái cây này đang làm bông đâu ha, như thế này nè. Thái lui ra cho các bạn xem, ở như thế này đó các bạn, nguyên một cái vườn nè đó, đây chưa, bên đây nữa. Đi chúng ta phải đi hết, đi xem hết nha. Đây vườn này đây ha, đó như cái này đó, thấy chưa. Đây là chúng ta xem ngoài dàn lá ha, dàn lá giờ cái đọt Thái ra cho đánh chìm chưa, mà thấy chìm đáng thua luôn, nhưng mà nó không có gây hiện tượng cháy lá ha. Nè dàn lá này ha, thấy không đó, xấu gì chứ nhưng mà không cháy lá, thấy chưa, ở trong trái, ở trong đây đó, dán lên đó ha, những cái lá như thế này đó các bạn, trái như thế này nè. Thái đang quay lúc này là gần 4 giờ chiều rồi, nó tối rồi, nó muộn rồi các bạn. Bây giờ là các bạn hỏi nè, khi nào gãy phân, đúng không, khi nào gãy phân mình cho rải luôn nha các bạn. Đây nè, những trái như thế này nè các bạn, mình cho rải luôn, mình cho các bạn xem nè, cách đây trước đó là mình cho rải luôn, tại cái vùng này là mình chủ động là mình biết mình làm, nhưng mà anh chưa có tỉa trái là mình thấy hơi buồn nha anh Khoa. Tỉa trái em, anh Khoa, anh không tỉa lần sau làm vô em tỉa nha. Đây bạn, những trái như thế này nó đào thải bỏ nè, thấy chưa, những trái này là hai cổ cách nhau 10 ngày nè, thì đào thải bỏ hết chưa. Đây nè, trái hiện tại trái đó, thấy chưa các bạn, trái kìa, okay, nó đậu như buồn dừa kìa. Đây nè, nó lên cây nhà cũng như cây nấy chứ. Đó, như thế này mà anh báo với mình là rụng rồi các bạn, trời ơi. Đó, lúc đó mình đang đi công việc nữa. Đó, những trái như thế này nè, đó, một nhánh này anh để chừng hai trái là chết cũng chết cái cây của em rồi. Đó, anh để cho giữ vô. Đây, thấy chưa? Đây nè. Đó, những trái nhỏ nhỏ này chúng ta lật đi ha. Đó, thay vô thay thích bẻ những trái này lắm. Tại như đó gì nè, đây, các bạn thấy không? Cái mẫu này là mẫu trái tròn nè các bạn. Mẫu này là mẫu trái tròn nè, các bạn coi. Cái đâu có dài đâu ha. Tròn vậy nè, đó, những cái nhỏ nhỏ này anh ưu tiên lật giùm em nè anh Khoa. Hôm bữa là mình cho anh nói là mình ảnh báo rụng ha các bạn. Nè, nó rụng mà nó còn như thế này nè. Cái bắt đầu mình nói với anh là bây giờ em cho anh rải phân ha. Nói chung là có rất là nhiều bài đó mà thấy cho các rồi cho đâu kìa. Thấy cho khách hàng mình xử lý ha các bạn. Rồi nó đậu bên kia nó đậu còn dữ nữa kìa. Dàn lá là năm nay mà anh không lấy được chừng mười mấy tấn là anh dở nha anh Khoa. Dàn lá kìa, lâu quá mình không vô coi. Dàn lá quá trời đẹp luôn. Xì cái đọt hơi mình cho dần cái đọt đây. Quá trời đẹp luôn, trái đậu quá trời đậu. Thái đã cho rải một cửa phân rồi nha các bạn. Nè. Thái có nói rồi nè. Những cái nhánh mà nhánh cấp 2 là mình ăn được nha, những nhánh đực này là mình không ăn được đâu nha. Mấy nhánh này mình bạn bỏ đi. Trái này là các bạn không xài được. Còn những trái như thế này nè ha. Những trái mà nằm đây nè. Đó, những trái này mới ăn tiền nè. Các bạn. Trái này mới ăn tiền nè. Mình đi hết trơn một cái vườn này rồi là không chưa có cây nào mà mình thấy mà nó rớt trái chứ các bạn, thôi giờ 4 giờ chiều mà dàn lá vẫn còn đẹp đẹp lắm các bạn, nhìn vô là các bạn thấy không thấy cái trái trong đâu, đậu vậy nè. Đậu vậy đó các bạn, là vậy mà nó rụng nữa nè, nó khổ với khách hàng của tôi không đó. Bây giờ thế này thì các bạn sẽ phải xài cái gì đấy các bạn, là chúng ta làm cho lớn trái lên ha, cho nó xanh cái gai lên. Giờ là hiện tại là trái nó xanh gai, bây giờ hôm bữa là mình cho anh đóng một cái cử phân rồi, bây giờ mình sẽ cho anh tưới cái xô nha. Cái này cái xô mình chưa cho tưới nha các bạn, cái này cái xô chưa cho tưới, tại vì hôm bữa là mình chưa có biết là cái trái như thế nào, mình chưa cho tưới được nha. Cái gì trái gì đó các bạn, cái xô khi nào được tưới mình nói rồi, cái xô tầm 20 ngày, cái này là trên 20 ngày rồi nha. Vậy nó đậu cái lượng trái rất là khủng, thì bây giờ mình cho tưới luôn. Tưới đang làm gì, tưới đang cho nó xanh cái gai thôi các bạn. Các bạn để mà nó nuôi nhiều trái quá thì nó sẽ đỏ gai, nó sẽ dạng đỏ gai
đây nè. Trời ở đâu nè. Anh Khoa em nè, em ưu tiên em lặt mấy cái này nha. Đó, anh thấy không? Em lặt nè. Trời ơi cây anh nó dư một đống trái như thế này nè. Anh lặt bỏ đi cho nó lớn lên. Anh để lưu liếng gì mấy cái này nè. Nè các bạn, cây này nhiêu? 25 trái à. Trời ơi để một con một đống nè. Nó cái chùm này không hết bà nó muốn 10 trái rồi nè. Nè. Đó. Mình vô mình thấy cái nào mà không yên là mình lặt bỏ hết. Mình lặt bỏ hết, nó dư trái quá trời để làm chi. Đây các bạn. Thấy không? Tiết này đậu rất là tốt nha các bạn. Tiết này đậu rất là tốt. Trái này thế này nè. Bây giờ này mình sẽ cho các bạn biết là mình sẽ cho anh phun cái gì lên lá nha. Phun cái gì lên lá và chúng ta phun cái gì trong trái để mà nó đậu như thế này và nó, cái trái nó sẽ lớn như thế nào nha. Ok ha. Ok, xin chào các bạn. Thái đi cập nhật các bạn cái vườn nó về cái đầu thấy giờ xuống phân rồi. Kiếm một cái nơi để mà cho các bạn xem phân này kia cũng không được tại nó rất là khó ngồi đó, thì hôm nay Thái sẽ cho các bạn biết là mình sẽ cho cái vườn nó xài gì, nhưng mà các bạn thông cảm là Thái không có chỗ để mà Thái quay nha, Thái ngồi bệt dưới đất luôn. Ok các bạn, hiện tại là hữu cơ nhật đang về đó các bạn, 10 tấn rồi. Ở đây Thái kiếm một chỗ đây quay chứ giờ hiện tại mấy ảnh phải vô phân rồi nên Thái không có kiếm một cái chỗ nào ở trong kho làm được tại nó lu bu lắm. Các bạn thấy không? Hiện tại giờ trái hiện tại là 25 ngày. 25 tới 30 ngày thôi các bạn biết làm sao? Trái nó bắt đầu đang tốc độ lớn. Mình nãy mình có chia sẻ trong video là trái 25 ngày, 20 ngày hả? Anh báo rồi Thái ơi, bắt đầu nó rụng. Nó rụng quá rồi. Có gì cho anh gãi không? Mình cho anh gãi cứ phân rồi. Ha, mình cho anh gãi cứ phân rồi. Nhưng mình xin phép là mình không nói là cho anh gãi phân gì. Tại vì nó còn vướng cái vấn đề một số giống như là Thái có kinh nghiệm là Thái sẽ không có nói nhiều về cái vấn đề mà gãi phân gì trước đó. Tại vì tùy cái vườn tùy hoàn cảnh là Thái cho gãi. Các bạn giống như là Thái ví dụ như Thái cho mình gãi 12, 18, một số bạn gãi 3, số 15 à, tùy cái lượng trái nữa và tùy cái mẫu trái nữa à, có khi là mình chỉ các bạn rãi 12, 18 mà trái các bạn đang tròn thì các bạn rãi 12, 18 nữa trái nó không lớn à, không lớn thì nó không có ký. Không có ký là giống như là mình gián tiếp mình gây gì sao rồi gây giảm năng suất cho các bạn, thì nên mình xin phép là mình không nói trước đó là mình gãi cho anh cái vườn đó là cái gì à, để tránh gây nhầm lẫn cho các bạn à, và bây giờ mình sẽ nói là cái cử phân mà ảnh chuẩn bị đóng như là như thế nào à, có rất là nhiều cái cách ha các bạn thấy không, các bạn thấy mẫu đó mẫu trái rất là tròn các bạn. Đây hồi sáng có một chị khách chị bẻ cho mình một cái trái như thế này nè. Đây là mẫu trái tương đối tròn ha, mẫu trái này á sau khi lớn lên trái nó sẽ đạt tầm trọng lượng từ 3,5 đến 4 kg nếu mà các bạn nung phân đúng. Còn nếu mà các bạn mà đi phân sai ha là cái trái này nó thành dài sọc luôn. Các bạn thấy không? Hiện tại trái là đã mẫu dài nè. À, trái này đã mẫu hơi dài nè. Nhưng mà các bạn biết mà nung mà phân mà mình gọi là nung phân bình tĩnh có nghĩa là mình không đi đạm cao á là cái trái này nó sẽ đó là rõ đẹp. À, còn nếu mà các bạn mà không biết cách mà các bạn xài mà nếu mà các bạn nung phân mà các bạn mà cố tình các bạn đẩy 20-10 một cử nào đó là cái trái này nó dài như ống chụt luôn là các bạn vô là nhìn lá chạy mất tiêu luôn, khỏi trả giá à, lá không dám trả giá luôn, khỏi chạy luôn. Tại vì các bạn không biết cái cổ này rất là nhiều, cái cổ trái như thế này rất là nhiều các bạn, cái cổ mà trước 30/4 trở lại trong vòng tháng 4 nó rất là nhiều, cổ là đùng rất là nhiều nè. Thì chúng ta làm sao trái phải đẹp chút xíu để chúng ta sao chúng ta dễ bán à. Và một trong những người Thái đang làm đó là cái trái mẫu trái hồi nãy của ảnh là trái đang dài ha, trái nào sáng có chị khách đi vô chị cho mình coi à, mẫu trái này thì mình phải điều phân thôi. Còn cái vườn của ảnh là xử lý như thế nào à, các bạn biết bây giờ tưới gì phun gì, đúng ra là mình sẽ cho anh tưới cử trước tại vì mình vô cái vườn ảnh là mình không hẹn trước, do mình sắp xếp được thời gian là mình chạy vô. Và cái vườn đó là đúng ra là mình cho xài cái xô nhưng mà ảnh đã lỡ rải một cử phân rồi thì bây giờ mình sẽ cho ảnh tưới xô sau, có nghĩa là hôm bữa là anh rải phân rồi thì mình cho anh tưới một cái xô lớn trái ha các bạn. Đây là một cái xô lớn trái sầu riêng. Mình nhắc rất là nhiều các bạn là cái xô này tưới vào cái thời điểm mà ghi sáo tầm 20 ngày thấy các bạn. À, các bạn hỏi là a có đi đọt hay là không thì mình nói với các bạn là không đi đọt được, cái xô này là không đi đọt được do kali hữu cơ nó đậm đặc nó cao lắm nên nó không có đậu đạm cao các bạn. Thành phần thực của nó trong đây hiện tại là 99, 18 hay là 19 kali gì đó, nó tầm đó các bạn. Rồi trong đây nó có 10% amino fulvic à, amino fulvic ít thôi các bạn à, vừa đủ để mà nuôi trái à, tiết kế tiếp là nó có cái hormone retinoline à, để mà nó điều hòa sinh trưởng cái cây à, để mà làm cho cái trái nó lớn lên. Các bạn biết đôi khi cái cây nó bị chết các bạn, nó cũng không lớn trái được nên à, mình nói chung công thức là công thức đặc biệt các bạn à, công ty là làm rất là nhiều công ty làm rất là nhiều cái dòng xô như thế này nhưng mà đây là công thức đặc biệt, mình phải trả thêm tiền các bạn, mình phải trả thêm tiền để mà mình làm cái xô này à, tại vì nó có retinoline, nó có thêm 10% amino fulvic
nha, bởi nó đặc biệt hơn. Thì Thái phải lấy một cái lô rất là lớn các bạn nha. Một cái thùng nó quậy ra là phải mấy trăm xô đó, phải lấy nha các bạn, và xài rất là hiệu quả. Nên mấy anh em ngồi họp lại và đồng ý với cái giá rất là cao các bạn. Đúng ra cái xô này bán rẻ hơn xíu nhưng mà giá thành nó động lên do nó có một số cái thành phần phụ gia nó riêng biệt hơn nữa nha, nó chuyên để nuôi trái đó. Rồi sau khi anh tưới cái xô này xong thì 4 ngày sau mình sẽ cho anh rải phân. Và các bạn rất là biết là muốn rải phân gì đúng không? Trong đây sẽ có 3 dòng để cho các bạn lựa chọn nha, rất là nhiều. Ví dụ Zara, đây là một dòng Zara 3 số 16 các bạn. Đây 3 số 16 Zara, các bạn biết mà, đây là dòng 3 số cân bằng. Tại sao trái 25 ngày tháng không cho rải 20 là các bạn biết là nó sẽ đi đọt. Các bạn nếu mà ai không biết nó sẽ đi đọt, hoặc nếu mà nó lớn trái nhanh quá thì nó sẽ bị té cuốn và bị nứt cái gai. Thì Thái ưu tiên Thái đưa 3 số cân bằng Zara. Zara là cái dòng mà trước giờ thì các bạn biết mà ha. Các bạn có thể bón 3 số 15 của Zara, 3 số 16 của Zara, hoặc 3 số 15 của con cò, 3 số 15 của BM ha. Nhưng mà nếu mà các bạn, một điều lưu ý là các bạn nếu mà các bạn có 3 số 15 của BM thì các bạn bón ít thôi so với liều lượng ha các bạn. Ví dụ như cái này thì các bạn bón một cây đó 500g, nhưng mà hiện tại các bạn bón chỉ 400g là được rồi, đối với 3 số 15 của BM ha. Tại BM rất là mạnh nha các bạn. Rồi một điều lưu ý như vậy. Rồi kế tiếp, các bạn cũng có thể là bón 3 số 15 của Zara các bạn, 3 số 15, 3 số 16 của Zara nó gần như bằng nhau, nhưng mà cái công nghệ nó khác nhau một chút xíu về cái vi lượng nha, vi lượng và cái mình gọi là cái nguyên liệu sản xuất một xíu, cái màu nó khác một xíu ha, mình gọi là khác một xíu thôi nha, nhưng mà cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Rồi sau khi chúng ta bón cái này xong thì 4 ngày sau các xô của các bạn còn thì các bạn phải tưới lại ha, các bạn còn thì các bạn tưới lại. Vậy mình cố gắng là mình cho trái nó lớn và nó nung cái hông. Các bạn tưới cái xô này khi mà các bạn đã trái tròn rồi ha, là cái trái của các bạn sẽ tròn nữa, tròn liên tục ha, chứ không có dài đâu. Các bạn biết cái mẫu trái là không có dài được ha, chỉ có một số cây cá biệt là mình sẽ xử lý, còn đa số 140 gốc là hầu như là trái tròn hết ha các bạn. Đó. Rồi còn cái tiếp, nếu mà ai mà trước đó là có mua của Thái á, mà cái 3 số 15 này nè, 3 số 15 này công nghệ của Đức ha, đó 3 số 15 còn công nghệ Đức, giá thành nó rẻ hơn một chút xíu, thì các bạn có thể sử dụng, các bạn có thể sử dụng luôn là bình thường. À, trong đây á thì thành phần thực của nó có gì, 8S. Các bạn biết mà, lưu huỳnh là một trong những tác nhân giảm thiểu, nó có 8S này nè các bạn, nó có 8S nằm đây nè, nằm dây này mà giờ nó này bị che rồi. Ha, thì nó sẽ làm giảm hiện tượng cháy lá. Thì nếu mà ai còn cái này thì cứ xài, ai có Zara cứ xài ra. Các bạn hỏi bây giờ rải 12 mùa 8 được không? Được các bạn, đâu có vấn đề đâu. Nhưng mà trái nó không lớn nhanh bằng cái 3 số 15 thôi. Nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xịt cái gì? Ha, bạn xịt cái gì? Bây giờ chúng ta phun nè. Chúng ta phải coi trong cái nhà chúng ta còn gì nè, một số cái hàng của Thái hồi năm trước á. Người ta còn cái Super Root. À, các bạn nha, mình Thái cho Super Root trái 30 ngày chúng ta đã có quyền xài Super Root. Super Root này chúng ta Thái đưa trừ từ 300 lít tới 400 lít nha, tùy theo cái mật độ trái trên cây. Thái sẽ cho trái nha, Super Root. Và bây giờ chúng ta phải coi nè. Ví dụ mà các bạn thấy cái trái của chúng ta mà nó có hiện tượng là nó méo, nó lệch nhiều, thì chúng ta xài cái vỗ trái này. Thái có giới thiệu cho các bạn cái vỗ trái này rồi. Cái vỗ trái của công ty này nó làm chúng ta, nó xài từ vi lượng nha các bạn, nó xài vi lượng và đa lượng để vỗ trái. Mình gọi là trung vi lượng, trung vi lượng đa lượng để vỗ trái, chứ nó không có xài ức chế. Các bạn mình nói rõ nha, vỗ trái là nếu mà các bạn cái trái của các bạn mà không có bị méo nhiều thì chúng ta xài bằng vi lượng để mà cho nó vừa thúc cái trái lớn lên và nó vừa nung cái hông các bạn ra so với cái chiều ngang của nó ha. Rồi còn thí dụ mà các bạn trái của bạn méo, Thái sẽ cho các bạn sữa tướng trái ha các bạn. Một cái chai sữa tướng trái như thế này thì nó là 400 lít từ 300 lít tới 400 lít các bạn. Cái chai này 500ml từ 300 lít tới 400 lít để mà chúng ta sửa trái. Và Thái nói với các bạn là cái trái này á, là khi mà các bạn méo quá hay hoặc mà chúng ta không có hông hay là cái trái nó bị tống trục đó, mà nhỏ nha, với điều kiện là nhỏ như thế này nè ha, hoặc nó bự ngón chân cái là bắt đầu Thái cho sửa, là bắt đầu Thái cho sửa tướng trái. Và Thái nói là sửa tướng trái nó xài bằng ức chế nên quá chúng ta mới sửa ha, có nghĩa là cái trái của chúng ta mà nó cong quá mức hay là nó bất thường quá mức hay là nó quẹo mất mà nó thiếu trái trên cây thì chúng ta nên sửa bằng ức chế. Và chúng ta phải điều phân với gốc nha bạn. Mình nói nè, không phải là thuốc này mà chúng ta xịt lên mà nó hết được đâu các bạn, do cái đầu ăn của nó chứ. Các bạn mà cấp đạm quá cái trái nó méo xẹo luôn, các bạn khổ sửa.
cái ở trên nó chỉ hỗ trợ các bạn 30% ở trên đó, đa số là dưới rễ hết. Nghe lại ha, đa số là dưới rễ hết, dưới hệ rễ hết, rễ làm việc hết. Rồi một cái bộ nó thường thường mình cho anh xài nó là như thế này ha, nó gồm super root lớn trái ha, nó gồm các amino kẽm, một dòng amino chuyên biệt để nuôi trái, một dòng amino kẽm chuyên biệt, nó có kẽm, nó có amino để mà nó nuôi trái, nó làm xanh gai ha, nó giải độc, nó mát cây, nó tăng đậu trái, có nghĩa nó làm lớn trái lên, nó sẽ không, nó gây chống rụng cho các bạn ha. Một số cái trường hợp mà Thái đã áp dụng cho khách hàng của mình là Thái đưa một cái bộ này để mà khi mà nó rụng mà bất tử các bạn, trái mà nó đang lớn mà nó rụng á, thì Thái cho xài vô để mà cho nó lớn cấp tốc lên ha, có thể là thuộc amino thì Thái cho xài ha. Rồi bây giờ là một số cái trường hợp mà các bạn hỏi mình như thế này, đây là cái bộ ba đó các bạn, bộ ba, bộ ba lớn trái ha, khi trái sầu riêng mà 30 ngày là xịt hoài cho tới khi mà lớn. À, Thái còn một số dòng lớn trái nữa, lần nữa Thái sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Nhưng mà hiện tại là cái dòng này Thái đang cho xài cho cái vườn của ảnh. Yeah. Bây giờ nè, một số cái vấn đề nữa. Ví dụ như bây giờ anh nhiều vườn quá, bây giờ anh mua xô này, anh có cái gì để mà thay thế là không? Các bạn trái 30 ngày mà tròn, thì các bạn có thể thay thế. Các bạn trong nhà còn ọt cái nếp bua nè. Ai mua còn ọt cái nếp bua nữa các bạn, thì các bạn xài thôi. Yeah. Nhưng mà trái nhỏ thì Thái ưu tiên nha. Trái bằng ấm trà, Thái sẽ cho ưu tiên. Tại lúc đó nó hút dinh dưỡng dữ lắm, nên mình cấp dinh dưỡng. Thường thường cái xô này là 2.500 lít nước. Thôi các bạn, cái xô này là 2.500 lít. Nhưng mà nếu mà trái mà nhỏ thì Thái sẽ cho tới 4.000. Thôi các bạn, 4.000 lít, có nghĩa là 20 phi ha. Từ 12 phi lên 20 phi là tưới gọn thôi, tưới vừa đủ ăn. Mình nói rồi ha, tưới vừa đủ ăn, không tưới dư nha, không tưới nhiều. Một số khách hàng hôm bữa mình có nói rồi, một số khách hàng nói sao mà tưới vậy, nó lõn quá trời lõn. Nhìn nước nó lạc lợn, thêm miếng xì đọt liền. Đây các bạn biết hữu cơ rất là cao, phu ích rất là cao. Còn dòng thay thế nữa. Đây, một số khách hàng mình nè, một số khách hàng của mình ở Cái Lậy Tiền Giang, người ta trồng nhiều. Các bạn, một số khách hàng 300-400 gốc thì người ta nói là người ta sẽ mua cái organic này. À, cái canh đại dương này hôm bữa Thái có cho nhận cho bạn xem và mình cho cái ảnh tưới, ảnh cho ảnh đang tưới là liều 70 phi trên một cái canh này. Canh organic này các bạn. Đây nè, cái canh này nè ha. Bây giờ mình đang đóng thùng mình gửi cho khách à. Đây là cái canh này. Đó, cái can này hiện tại là 3.8 triệu và các bạn cứ tầm 70 phi tới 80 phi cho trái non. Đây các bạn. À, trái non là trái như thế nào? Trái ri sáo như thế này. Và trái mận thon có thể lớn hơn. Là ok. Đây các bạn, đó. Nói. À, mong qua video này các bạn hiểu là chúng ta phải điều phân như thế nào ha. Chứ không phải là muốn đóng giờ đóng đâu. Còn thường thường á mà ai mà muốn mà không biết gì á thì các bạn cứ đi 3 số là chuẩn. À, còn chúng ta mà muốn trái đẹp hơn, chúng ta muốn bán cho Trung Quốc mà cho nó ngon hơn thì chúng ta phải có nhiều cái giải pháp, nhiều cái lựa chọn khác nhau. Và đây là một số giải pháp mà Thái cho các bạn. Còn Thái để cái bao 20-10 đây làm chi? Để cho có thôi, chứ đâu có xài đâu. Khi để cho có thôi. Chứ thực ra cái này không cần, không chưa đến lúc phải xài các bạn. Nè, khi nào mà xài thì khi nào mà chúng ta sẽ đóng 20-10 này và đóng bao nhiêu cử? Đóng nhiều thì nó có hiện tượng như thế nào thì Thái sẽ cho các bạn biết là cái tác hại của nó và cái nói chung là cái mặt mạnh và cái mặt nhẹ của nó là như thế nào. Rồi ok các bạn. Qua video này thì các bạn mong là các bạn sẽ hiểu hơn về cái vấn đề mà chúng ta chăm sóc cái vườn sầu riêng chúng ta như thế nào. Rồi ok ha các bạn. Xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.